Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày 26 tháng 10 năm 2021, là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam mà bây giờ đã là ngày thứ tư, ngày 27 tây tháng 10 rồi. Thì hôm nay đây thường bằng một số công việc tối nay cho nên thường muốn dành thời gian để mà tranh thủ chia sẻ một số những cái thông tin với các bạn trong cái video ngắn này và đặc biệt thường muốn dành một thời gian để mà chia sẻ về một số những cái thông tin liên quan đến cái sự kiện Well Game của sàn Binance mà nhiều bạn hỏi thuận. Thì trước hết chúng ta hãy nói về những thông tin đã bật ngày hôm nay đi. Thì các bạn thấy được là tối ngày hôm qua thì giá Bitcoin cũng đã có một cái sự đi xuống một chút nhưng mà chúng ta thấy được là giá vẫn tiếp tục là trên 62.000 đô và khi mà chúng ta nhìn vào tình hiện tại đó thì tính chung các bạn thấy được là tình hình à, cũng có rất nhiều màu xanh trên màn hình. Tuy là chúng ta thấy được là có à, một số màu đỏ nhưng mà các bạn thấy được là mới vừa refresh lại cái trang này thì rất nhiều. Nhưng coin vẫn là màu xanh ngày hôm nay. Chúng ta thấy được là Bitcoin vẫn trên 62.000 đô, Ethereum vẫn trên 4.200 đô. Chúng ta có những đồng như là đồng Avalanche, đồng HBAR, đồng ship, MADIC, FTM, đồng TEDA. Rất nhiều đồng là màu xanh ngày hôm nay. Và chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn ngày hôm nay các bạn sẽ thấy được là ở trên video này đó tuy là chúng ta thấy là giá Bitcoin là xuống 1,2% trong vòng 24 giờ qua nhưng mà chúng ta thấy được là rất nhiều những cái altcoin tiếp tục là giữ vững chúng ta thấy được là đồng Ethereum và Binance thì không có sự thay đổi Cardano tăng 1% Solana thì xuống một chút xuống 2,8% những cái altcoin khác cũng là màu xanh ngày hôm nay và đặc biệt là Shiba Inu lại tăng trưởng và trong vòng 24 giờ qua đã tăng 17% và trong vòng à, 7 ngày qua đã tăng tổng cộng là 72,5% Nhưng mà tin tức hôm nay đó thì các bạn thì được là phần lớn là thông tin liên quan đến SEC cũng như là cái thông tin liên quan tới uh, ETF Và thông tin chúng ta nhận được đó là cái quỹ ETF thứ ba tại Hoa Kỳ Các bạn cũng đã biết chúng ta đã có cái quỹ uh, Proshare đã là cái quỹ đầu tiên được ra mắt. Sau đó các bạn đều là chúng ta cũng đã có cái quỹ ETF thứ hai được ra mắt, đó chính là cái quỹ thường nhớ là Valkyrie và bây giờ chúng ta sẽ sắp sửa có cái quỹ thứ ba tại Hoa Kỳ. Đáng lý đâu thường nhớ là như là hôm nay sẽ được ra mắt, nhưng mà họ đã dời lại cho đến ngày thứ tư, thứ năm hoặc là thứ sáu ngày trong tuần này sẽ có cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF thứ ba tại Hoa Kỳ. Nhưng mà đây cũng là một cái quỹ mà tương tự như là cái quỹ của Proshare hay là Valkyrie. Có nghĩa là cái quỹ này là một cái quỹ mà dựa theo hợp đồng futures, hợp đồng tương lai. Đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới ETF và thêm vào đó nữa. Hôm nay chúng ta đây thấy được là Valkyrie. Valkyrie là cái quỹ mà đã có cái quỹ đầu tư ETF futures lên uh, trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Đó là cái quỹ ETF thứ nhì. Thì công ty Valkyrie họ đã nói là bây giờ ra là họ đã nộp đơn uh, để có một cái quỹ đầu tư gọi là XBTO Level BTC Future ETF hiểu đơn giản đó là chúng ta đã có một quỹ đầu tư futures ETF của công ty Valkyrie này đang được giao dịch rồi bây giờ họ muốn có thêm một quỹ đầu tư ETF futures nữa nhưng mà cái khác biệt đó thì cái quỹ đầu tư ETF futures này là một quỹ ETF đòn bẩy, có nghĩa là 1,25x 1,25x này là con số rất là nhỏ đối với là những người mà sử dụng futures Option ở Hoa Kỳ đây là con số không có cao con số này hầu như là chỉ mới khởi đầu mà thôi nhưng mà ít ra thì cái quỹ đầu tư BTC Futures ETF này đã sẽ cung cấp mức tiếp xúc 1,25 lần so với tỷ giá Bitcoin Và có thể giữ hợp đồng tương lai, hoán đổi hay là options Nếu như mà được thông qua thì cái mã giao dịch trên sàn chứng khoán sẽ là BTFX nếu như mà được thông qua và đây là cái thông tin mới nhất có nghĩa là chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta nhận được thông tin phần lớn là liên quan tới quỹ ETF. Thì nói tới đây đó các bạn thấy được là tối ngày hôm qua thường đọc những cái thông tin liên quan tới bây giờ là khả năng cao là SEC sẽ là đơn vị để mà toàn quyền ra luật để mà quản lý thị trường crypto à, liên quan đến những cái đồng ổn định. Thì chúng ta thấy được đó là tình hình bây giờ thì chúng ta vẫn có cái sự kiện là SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đang kiện công ty Ripple và trước đây họ kiện nhiều cái dự án rồi nhưng mà một điều thường nhận ra được đó là càng ngày các bạn thấy được chúng ta lại càng có nhiều người dân ở Hoa Kỳ tiếp cận thị trường crypto này cho dù là họ tiếp cận đó là thông qua Bitcoin, Ethereum hay những cái đồng có nghĩa là họ tự đi thu mua những cái đồng đó hay là họ tiếp cận thông qua những cái quỹ như là cái quỹ futures hay là cái quỹ futures ETF những cái quỹ đầu tư mà bây giờ đã có mặt ở trên sàn chứng khoán hay là họ tiếp cận thông qua những cái công ty mà các bạn thì được là công ty Coinbase hay là các bạn thấy là bây giờ sàn bác cũng đã ở trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ hay là chúng ta nói tới những công ty mà họ lưu trữ crypto như là chúng ta nói tới là MicroStrategy hay là công ty Tesla hầu như là crypto đã là một phần đang đi rất sâu vào trong thị trường tài chính rồi thì các bạn cứ nghĩ đi nếu như mà thuận lợi SEC đó thì các bạn thấy được là đương nhiên sẽ muốn ra lực để mà quản lý nhưng mà sẽ giảm có sự tấn công vì hiện bây giờ đó như thường đã chia sẻ càng ngày càng có nhiều người dân lưu trữ crypto thông qua những cái công cụ khác nhau và các bạn thấy được là nếu như mà SEC kiện đó những cái dự án này có thể làm ảnh hưởng đến tài chính của người dân có nghĩa là những người dân họ đang đầu tư trực tiếp vào crypto hay là họ đầu tư thông qua những quỹ đầu tư hay là họ đầu tư thông qua những cái công ty mà lưu trữ crypto mà nếu như SEC kiện một dự án khiến cho thị trường đi xuống đó thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tài chính của người dân đây không phải là một cái bước đi chính trị tốt các bạn hiểu được là crypto bây giờ đã đi vào chính trị rồi đó là điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn cho nên thuận nên thì có lòng tin là SEC ban quản lý của Hoa Kỳ đương nhiên sẽ ra lực để mà quản lý nhưng mà nói với là kiện tụng và tiếp tục tấn công nên thường nghĩ là họ sẽ hạn chế bớt cái vụ đó giống như là họ sẽ tấn công những cái dự án nào mà họ cảm thấy là quá hay là những dự án mà họ có thể là lừa đảo chứ nếu như dự án thông thường mà chịu hợp tác thường nghĩ là họ sẽ cho những dự án nó tiếp tục hoạt động với một số những điều kiện đây là cái suy nghĩ của thần các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới những cái altcoin đi. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví co 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng co 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến Google từ, từ con 98 thì hàng tuần chúng ta đều đọc những cái bài viết liên quan đến là công ty con xe thống kê tuần vừa rồi là những cái quỹ đầu tư trong thị trường crypto này đó thì họ ra sao thì các bạn thấy được là chúng ta thường nói tới những quỹ đầu tư như chúng ta nói tới là công ty grayscale uh, con xe fpt con xe physical 3 iq purpose 21 shares ETC group và pro share một số những cái quỹ nhỏ khác thì các bạn thấy là cái thống kê mới nhất đó là ngày 25 tháng 10 nghĩa là mới vừa à, được chia sẻ ngày hôm qua liên quan đến tuần vừa rồi đó thì những quỹ đầu tư này đó họ thấy tiền đi vào trong những quỹ đầu tư hay là tiền rời khỏi quỹ đầu tư thì các bạn thấy được là có một cái hiện tượng là cái thanh mà màu xanh này có thể trên màn hình là màu đen, các bạn thấy được cái thanh màu xanh này đó là đại diện như cái tuần vừa rồi, các bạn thấy được là một cái thanh rất là cao, có thể nói được là chúng ta nhìn vào lịch sử à, khi mà chúng ta thấy những cái tuần trước đó đó mỗi thanh này là một tuần, thì một thời gian dài các bạn thấy được chưa bao giờ chúng ta thấy cái số lượng tiền đổ vào trong thị trường này cao đến như vậy, cao đến nó nỗi nào, cao đến nó nỗi là các bạn thấy được là tuần vừa rồi đó cái số lượng tiền nạp vào trong những những cái quỹ này đã lên tới con số là 1,47 tỷ đô la Các bạn thấy được là con số này đương nhiên là không có nhỏ Con số rất lớn, lớn nhất trong lịch sử mà chúng ta đã từng nhìn thấy trong cái thống kê này Và tuần vừa rồi đó, nhưng quỹ đầu tư này cộng lại đó Họ đã đạt được cái số lượng tiền quản lý cao nhất trong lịch sử của những quỹ này lên tới là 79,2 tỷ đô la tổng cộng. Các bạn thấy được là đương nhiên chúng ta thấy là đây là cái dấu hiệu là những quỹ đầu tư họ đã trở lại và chúng ta thấy đó là những thời gian như là chúng ta thấy là hồi tháng 6, tháng 7 đó à, là chúng ta thấy được là 6 tuần liên tục là tiền rời khỏi thị trường này. Nhưng mà sau đó đó các bạn thấy được là bắt đầu chúng ta thấy được là tiền đã từ từ đổ trở về những cái quỹ đầu tư này và đặc biệt là tuần vừa rồi. Và đương nhiên nhiều người nói đây là lý do liên quan đến là Bitcoin ETF đã được thông qua tuy nhiên cái quỹ đầu tư ETF bây giờ đó là một cái quỹ liên quan đến hợp đồng tương lai futures nhưng mà nhiều người tin tưởng đây là cái bước đầu tiên để cho bình thường hóa thị trường này đối với lại SEC cũng như là thị trường chứng khoán ngày lại càng à, ủng hộ crypto nhiều hơn và chúng ta sẽ có những cái quỹ đầu tư khác liên quan đến crypto cho nên cái sự hứng thú đã trở lại đối với những cái quỹ đầu tư và các bạn thấy được đó là trong con số là 1,47 tỷ đô la tuần như rồi nạp vào thì phần lớn đi đâu phần lớn thường nghĩ là các bạn có thể đoán được đó chính là đi ngược trở vào Bitcoin trong con số 1,47 tỷ đó thì hầu như 99% rồi các bạn thấy được là 1,45 tỷ đã đi vào Bitcoin Chỉ con số nhỏ thôi nhưng mà các bạn thấy được là những đồng altcoin nào mà những quy đầu tư này Họ quan tâm đến chúng ta có Solana có 8,1 triệu đô la được nạp vào Chúng ta có Cardano 5,3 triệu được nạp vào Chúng ta có Binance có 1,8 triệu được nạp vào Và Litecoin thì 0,6 triệu đô la được nạp vào và một số những cái đồng khác và các bạn thấy được đây là cái thống kê tuần vừa rồi đến từ những quỹ đầu tư có nghĩa là những quỹ đầu tư bây giờ họ đã trở lại rất là mạnh chúng ta thấy được là con số nạp vào rất là cao chúng ta thấy được là họ tiếp tục quan tâm đến đó chính là bitcoin sau đó là đến solana sau đó là đến cardano sau đó là đến binance tính theo cái số lượng tiền nạp vào trong tuần vừa rồi mà nói đến đây đến thì có một bạn hỏi thuận là tình hình Ethereum đó được đốt là tới đâu rồi Các bạn cũng nên nhớ là đầu tháng 8 chúng ta đã có cái EIP 1559 đề xuất mà đốt cái Ethereum kích hoạt Thì từ tháng 8 tới bây giờ để chúng ta tính là hết tháng 8, hết tháng 9, hết tháng 10 Thì chúng ta tính là khoảng chừng là 3 tháng đi Trong vòng 3 tháng thôi mà các bạn thì được là cái số lượng Ethereum bị đốt đi đã lên đến 630.963 Ethereum Tính theo giá hiện tại đã lên tới là 2,6 tỷ đô la đã bị đốt đi Chúng ta thấy được là trong thời gian chưa 3 tháng thôi là kinh khủng cỡ nào Có thể nói được là cái tình hình bây giờ đó cái phần trăm lạm phát của Ethereum Tại vì Ethereum là một cái đồng mà không có cái số tối đa Nhưng mà cái phần trăm lạm phát đã giảm đi 56,9% nghĩa là giảm đi 57% rồi Có nghĩa là cái sự tăng trưởng của cái số lượng Ether được đào ra hàng ngày đã giảm xuống à, Bây giờ đó chỉ còn có khoảng chừng là 43% so với con số trước đó mà thôi và phần cuối của video này đó Thùng muốn chia sẻ một cái sự kiện của sàn Binance có tên là Well Game Thì như bạn hỏi là chuyện đang xảy ra gì Thật ra bản thân Thùng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra à, chỉ có thể chia sẻ với các bạn đó là tuần nhiều rồi Thì thường được mời để mà dự một cái campaign liên quan đến cái sự kiện ở trên sàn Binance Nhưng mà Thùng lúc đó cũng không rõ là đây là cái sự kiện gì Và hồi sáng này thức dậy đó thì chúng ta thấy là đã có thông báo là sàn Binance sẽ có cái sự kiện Well Game Tối ngày hôm qua đó thì Thùng đã nghe nói tới cái tên sự kiện rồi nhưng mà sáng nay thức vị mới biết được là cái cách tham gia như thế nào và thông có thể chia sẻ với các bạn thuận chỉ là một trăm mười player mười người được mời đến để mà tham gia Góp vui cho cái sự kiện này Tổng cộng đó là có 10 người sẽ được tham gia vào trong cái sự kiện này Và cái giải thưởng cũng khá cao Thường sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video sau Một số chi tiết hơn Nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ Tại vì nhiều bạn hỏi thường à, là tôi tham gia Với cái tư cách là một người được mời chơi đến để mà góp vui Và thường sẽ chia sẻ một số những tài liệu Cho những mạng xã hội à, với các bạn Và một trong những cái game đầu tiên đó <laughs> Đã thấy được là đây là một cái game à, Mà đã làm khó thường rồi Tại vì các bạn thấy được là cái game đầu tiên là cái game làm bánh kẹo và bánh kẹo phải để một cái hình của một cái logo của một đồng mà thuận yêu thích thuận phải tự làm chứ không phải là dùng photoshop tới làm cho nên thuận là lần đầu tiên mà phải đi vào bếp để mà làm cái bánh như thế này sau khi làm xong đó là chia sẻ thuận sẽ chia sẻ những cái thông tin chi tiết trên những cái bạn, xã hội với các bạn liên quan đến những cái trò chơi này tổng cộng thì nhớ là khoảng chừng là 4 ngày liên tục và như bạn nào mà muốn ủng hộ đây thì cũng có thể là bấm vào cái liên bên dưới để có thể xem cái cách ủng hộ thuận capital và một trong những điều khác tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là những cái game này thường nhớ là cũng có vài game là đòi hỏi là phải có mặt ở một cái khung thời gian nào đó và thường cũng sẽ cố gắng tại vì gần con đã biết là thuận là một người mà cũng khá là bận tại vì ngoại trừ làm youtube crypto ra thường cũng có công việc chính của thuận cho nên thuần sẽ cố gắng để mà làm hết sức nhưng mà thường như chia sẻ những chi tiết trên những mạng xã hội với các bạn cho nên nào mà có hứng thú muốn theo dõi thường capital uh, trên cái game well game này và các bạn cũng có thể là có cơ hội để mà trúng thưởng nếu như các bạn chọn cái người chơi mà có khả năng là thắng cao và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngắn này Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link Ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là Telegram Channel, Facebook hay là Twitter Hay là các bạn có thể tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Bằng cách là bấm vào cái link bên dưới Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn